Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vụ bắt Nguyễn Lân Thắng, dấu hiệu của hoảng loạn, ông Chính và ông Phúc Cho đến nay, trùng cuối của Việt Á đang hiện ra dần dần Chung cuối là hai nhân vật trong tứ trụ Chứ không phải là hai cựu bộ trưởng bị bắt vào hồi tháng trước Vụ Việt Á đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của những người đang muốn phanh phùi Mục đích của họ là chỉ khui ra đến Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh Giới hạn ở mức không đụng vào ủy viên bộ chính trị. Tuy bên ngoài hệ thống báo chí nhà nước câu chuyện thì đã đi quá xa rồi. Thêm vào đó là những chuyện thâm cung bí sử với ông thủ tướng đã được phanh phui, làm cho phe phái trong chính phủ bị thất thế. Phe chính phủ đang muốn bịt những thông tin đang được tuần ra nước ngoài để các tờ báo bên ngoài đưa tin và chia sẻ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ hơn một tháng qua, cả phe thủ tướng và phe chủ tịch đang bị phơi ra. Mỗi bên đều lo bị tin tức liên quan tới mình. Những tờ báo đưa tin bị đánh phá dữ dội. Tờ Thời báo chấm thì bị tin tặc đe dọa. Đấy là cách hoảng loạn trông thấy. Tuy nhiên, tại châu Âu, ông Tô Lâm không thể tự do qua đấy chỉ đạo những trận đánh phi pháp nhắm vào các cá nhân mà ông được lệnh. Vậy nên, phía Chủ tịch và phủ thủ tướng đang giáo diết cho các hacker giỏi nhất chống phá bằng mọi cách nhằm triệt hạ trang báo này. Việc bắt ông Nguyễn Lân Thắng có một số ý kiến cho rằng Nguyễn Lân Thắng được nhận nhiều tài liệu từ phía giới truyền thông tự do của người Việt Nam ở nước ngoài vốn đang gây xôn xao dư luận về những tiết lộ về ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính. Dù chưa kiểm chứng được điều này nhưng với công an Việt Nam, việc bắt giữ trước ra tay trước được gọi là biện pháp tốt nhất để bảo vệ khóa bớt tất cả những nguồn tin bất lợi cho các lãnh đạo của Hà Nội với giới tranh đấu cho tự do ngôn luận tại Việt Nam những bản án vẫn luôn nằm lơ lửng trên đầu bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắt khi nhà cầm quyền cảm thấy cần thiết và nguy ngập đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đương kim thủ tướng của Việt Nam đã bị tai tiếng rất nhiều với những thông tin bị phơi lên mặt báo quốc tế cũng có ý kiến cho rằng đấy là hành động hoảng loạn của ông phạm minh chính và ông nguyễn xuân phúc khi mà hai người này không biết ai gần kề họ đang âm thầm theo dõi ghi chép rồi tuồn thông tin đó ra bên ngoài đăng báo việc bắt người với cá nhân đó là đảng viên cấp cao có chức có quyền không hề dễ có bằng chứng bắt đã khó thì nói gì đến không có bằng chứng Thực ra, ông Nguyễn Lương Thắng cũng chỉ chia sẻ lại thông tin đã đăng tràn lan trên mạng như bao người khác. Nhưng vì ông Nguyễn Lương Thắng có tài khoản với lượng người theo dõi quá lớn nên chọn ông Nguyễn Lương Thắng mà bắt. Nguyễn Lân Thắng không liên quan gì đến những tài liệu mật được tung ra đầy trên mạng cả. Biết được thâm cung bí sử chỉ là những người đồng chí của nhau mới hiểu được nhau. Giờ Nguyễn Xuân Phúc của Phạm Minh Chính cứ như mỏ kim đáy bể đợi sự bất bớ lắng xuống thì lại những tin tức mật được tuần ra để đánh nhau. Có thời quan làm báo rồi đến chân dung quyền lực đến nay đã hơn 10 năm, nhưng tài liệu mật cứ tuần ra mà không ai có thể ngăn chặn được. Người thi đoán quan làm báo là của Trương Tấn Sang lập ra để đánh Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thực ra có phải ông Trương Tấn Sang lập ra hay không thì không thể biết. Chỉ biết rằng trang này lập ra một thời gian rồi xóa đi và thực tế trang này nắm rất nhiều tài liệu mật mà không ai có thể có được rồi cuối cùng cũng hủy cả làng người bị đánh không biết kẻ chủ mưu nấp ở đâu đây hình ảnh ông nguyễn lân thắng bị bắt trong lúc ông không hề có hoạt động nào đáng chú ý kế đến là chân dung quyền lực vẫn thế trang này nắm tài liệu mật đến mức chụp được ảnh của cả nguyễn bá thanh trên giường bệnh và thông báo chi tiết bệnh tình của ông thanh và cả lịch trình của ông Thanh bay từ Mỹ về Đà Nẵng. Rồi cuối cùng, phía chính quyền có tìm ra ai là người tuần tài liệu mật ra đâu. Không biết ai tuần cả, nhưng chắc chắn đó không phải là những người phản biện xã hội mà thường viết các bài viết chỉ trích chế độ này. Và bây giờ vẫn thế, ông Thủ tướng và Chủ tịch nước thì nổi trận lôi đình vì bị điểm đúng huyệt mà làm càn như vậy kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cho bắt Nguyễn Lân Thắng khẩn cấp, Tô Lâm, Đinh Tiên Dũng hay ai khác đã chủ mưu. Vào chiều ngày 5 tháng 7, cộng đồng mạng đã xôn xao tin đồn ông Nguyễn Lân Thắng, một Facebooker, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng tại Hà Nội vừa bị bắt giam. Khoảng 1 giờ sau đó thì báo chí nhà nước đăng lại thông tin và xác nhận ông Thắng đã bị bắt ông Nguyễn Lân Thắng làm chủ một tài khoản Facebook có hơn 150.000 người theo dõi. Đây là một lượng fan rất lớn. Việc đăng lại những bài viết phản ánh những tiêu cực của chế độ, dù là những phản ánh đúng cũng cho chế độ này sự run sợ. Với số lượng 150.000 người theo dõi, chính quyền không muốn những điều xấu xa của mình bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Lân Thắng đã bị bắt tại Hà Nội. Facebooker Nguyễn Lân Thắng bị bắt theo điều số 117. Người nào có một trong những hành vi như sau nhằm chống nhà nước sẽ bị phạt tù từ 5 đến 12 năm, bao gồm làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm, có nội dung xuyên tạc, phỉ bán chính quyền nhân dân hoặc có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý. Phạm tội trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm. Gần đây, ông Nguyễn Lân Thắng ít hoạt động hơn lần trước đây. Trang Facebook của ông cũng chỉ thường chia sẻ lại những bài viết khác để cho bạn đọc tham khảo mà thôi. Việc bắt ông Nguyễn Lân Thắng được cho là rất bất thường bởi lẽ thời gian gần đây người ta không thấy ông Nguyễn Lân Thắng có những hoạt động sôi nổi nào đáng chú ý cả. Đơn vị bắt ông Nguyễn Lân Thắng là công an của Hà Nội đơn vị này có thể chịu sự chỉ đạo của người đứng đầu thành phố đó là ông Đinh Tiến Dũng cũng có thể là người đứng đầu của bộ Công an đó là Đại tướng tô Lâm chưa biết ai đã chỉ đạo nhưng chỉ có thể một trong hai nhân vật này mà thôi ông tô Lâm thì khá là năng nổ ông Bộ trưởng bộ Công an được ông tổng phân công xử lý về vấn đề phía Bắc mà cụ thể là vụ Việt Á tuy nhiên hiện nay vụ Việt Nam xử lý Việt Á đang lắng xuống và có lẽ ông Tô Lâm rảnh tay làm nên thành tích mới để báo cáo với ông Tổng. Đến hình ảnh Facebooker Nguyễn Lân Thắng. Còn về phần ông Đinh Tiến Dũng, ông này cũng đang im hơi lặng tiếng một thời gian khá dài từ khi ông thay cho Vương Đình Huệ làm bí thư thành ủy Hà Nội. Nếu so với ông Nguyễn Văn Nên ở thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng ông Đinh Tiến Dũng âm thầm hơn rất nhiều. Ông Linh Thiên Dũng khá giống với ông Hoàng Trung Hải trước đây, đấy là âm thầm ngồi ghế, không dám động tĩnh gì vì sợ bị khui ra sai phạm cũ như ông Linh La Thằng. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng ông Linh Thiên Dũng muốn có chút thành tích để bắt đầu cuộc đua tranh giành chính trị thời gian sắp tới. Ngoài hai ý kiến đó ra thì còn có ý kiến thứ ba thì có người cho rằng vụ án Việt Á sắp tới sẽ bùng phát dữ dội và lại thời gian gần đây nhưng mặt trái của người đứng đầu chính phủ bị phơi ánh sáng quá nhiều nên cần làm một vụ chấn động để hướng sự chú ý của công chúng vào vụ án mới bắt một cá nhân nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn cho xã hội như ông Nguyễn Lân Thắng là một cách để hướng dư luận sang hướng khác tốt hơn như vậy thì rất có thể khả năng ông chính sẽ giật dây cho công an Hà Nội thực hiện vụ án này sau một giờ thì có tin ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt người ta đánh từ khóa Nguyễn Lân Thắng thì Google hiện ra tới 165 triệu kết quả. Điều này cho thấy độ nóng của tin tức là rất lớn. Nếu đây là ý đồ hướng xã hội quan tâm một thông tin khác thì đấy là một thành công của nhà cầm quyền. Đây là hình ảnh liệu có phải ông Tô Lâm chủ mưu vụ bắt ông Nguyễn Lân Thắng hay không? Hoạt động xã hội nói lên mặt trái của chế độ luôn là một rủi ro cho bất kỳ ai phải can đảm lắm người ta mới dám nói lên điều đó. Đã có những nhà hoạt động can đảm bị bắt. Trong đó có thể nói có người nổi tiếng gần đây bị bắt là nhà báo tự do Phạm Đoan Trang. Nói sự thật với chế độ này là một phần của sự nguy hiểm. Những người vì tiếng nói công tâm mà bị bắt thật đáng khâm phục.